Chào anh em. Đức sắp đặt nhé Đức nhá. Nay cuối tuần nhà hết chú. Anh em nhà quay cái vườn rau của anh em ở bên này cho huynh đệ xem. Đây. Có mấy đây là cái vạt rau muống. Muống ở bên này không có đâu, nó đắt lắm. Đây là anh em mang giống từ bên Việt Nam sang ấy. Trồng lên là ăn được một vũng này là các bác này. Ghi rõ nguồn sản xuất nhá. Đây là ông đang cầm cái rổ về cái chảo kia là ông chủ điền phu của cái khu này. Đây, chuyên canh tác các loại rau các thứ. Đây đây có cây mùng tơi. Tốt này là nay cũng ăn luôn. Đây xung quanh đây giúp cá lên rất là nhiều. Đây có cây tía tô. Anh em bỏ hai miếng đậu bên này ra giá này. Đây, có cây tía tô. Và đây là cây ngải cứu. Mấy cái bị kia mình đồng nhưng mà mãi đây chưa lên, không biết sao lên còi hết. Mọi rung muỗng lên tốt như thế này rồi. Đây, ở bên này là nhân vật chính hôm nay. Đây, một cây ớt. Có 4-5 quả gì đấy. 5 quả các bạn. To lắm. Quả to này mà. Đấy, to, to. Hơn con tay. Thôi. Cà chua bắt đầu ra quả rồi. Còn đây là cây dưa chuột Nhật. Đây, quả to này rồi các bạn. Đấy, nó có hôm nay có 4 quả ăn được rồi. Đấy, đấy, 4 quả ăn được rồi. Hôm nay anh em sẽ tiến hành cuối tuần này. Trong tuần anh em đi làm tăng ca hết. Hôm nay cuối tuần anh em nhà hết thì sẽ tiến hành thu hoạch rau củ quả. Đây này là vẫn còn hoa mà quên rất nhiều, hôm nào còn rất nhiều quả đây. Đấy, một số quả bé kia nó đã đỗ rồi, đậu rồi, hôm nào sẽ có quả tiếp. Đây quả này cũng cái choai đây này, còn ngón chân cái đấy. Đây có 4 quả to và có mấy quả nhỏ thì hai anh em sẽ bứt 4 cái quả to này và một mấy quả ớt cũng với một rổ muống. Nhờ chủ vườn rau đến hái rau đi. Cắt đôi ra. Ta làm gì? Thế hái rau đi. Đức bảo là không ăn. Ui giờ chuột to đấy. Chuột to chứ. Chẹo và hái chia đôi nhá. Bốn quả to mà. Anh em chia đôi nhá. Ừ. Nhà của anh chia đôi. Hấp thả cho anh em ăn. Không anh hái làm gì? Hái anh em ăn ra muống thôi. Mình phải cái thưởng riêng. Ừ, công sức hay. Công sức bỏ ra phải thu lại công sức hay. Chẳng thế. Chẳng nghĩa sống với hết vì xã hội chỉ có chết cho bản thân thôi. Cho bản thân một phần. Ừ. Bản thân tốt thì mình nghĩ đến được cho xã hội. Đấy, các bạn nghe thấy ông chủ trang trại này vừa phát biểu câu gì chưa? Ông ấy đang còn hại đổ nó muỗng về, anh em nay ăn nó muỗng phải nửa năm này. Chưa được ăn đông muỗng. Hơn nửa năm rồi. 7 tháng rồi, 7 tháng chưa ăn đông muỗng. Hôm nay may quá, đợt rồi ông em này đi chơi chỗ dưới kia được biếu một túi hạt giống đông muỗng mang về trồng. Không anh em chờ đến ngày về Việt Nam mới ăn đông muỗng. Bên này siêu thị bán ở dưới phố bán siêu thị nó bán đông muỗng một túi 7 cọng một sen. Đâu anh? Em bao tiền? Em biết nhưng mà nó tóm lại chút dạng. Em vẫn đắt. Hai giờ mà. Giờ mà. Hai, arigato gozaimasu. Đây có một dàn cây mực đắng các bạn. Đây có quả mực đắng. Đấy. Nó lên cao này. Đây người ta bắt dàn để cho lên nhà bên cạnh. Nhà mình ở đây. Còn đây là cái nhà bên cạnh, sát vách. Đây có cây mực đắng và cây cà chua lên rất đẹp. Đây. Cà chua lên nó đẹp, quả nó lên hai bên nhánh rất là đẹp. Người ta bắt dàn lên cao, cây rất to và nhiều quả lắm. Đấy, thấy không? Quả thấy không? Quả rất nhiều. Đấy. Đấy, rất nhiều quả. Đấy, nó lên rất đẹp, nó hơi có vẻ hơi khác với cà chua Việt Nam mình chút. Quả nó lên hai bên nhánh rất đẹp.